chào các bạn. Video hôm trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn về khách sạn nơi mình nghỉ dưỡng. Và bây giờ thì mời các bạn đến với Thế giới Ngọc Trai, một trong những nơi mà nổi tiếng nhất Phú Quốc mà ai đến đây cũng muốn ghé thăm, đó chính là Ngọc Trai, Ngọc Hiền. Đặc biệt là chị em phụ nữ thì rất thích nơi này. Và bây giờ thì mời các bạn nghe tiểu sử của Ngọc Trai, Ngọc Hiền được hình thành như thế nào và ở đây có những món ngọc trai quý giá như thế nào nhé. Em giới thiệu với gia đình, đồ cổ này xuất xứ nó đa số là từ Thái Lan và Trung Quốc và nó có niên đại giai đoạn tầm 500 đến 600 năm về trước. Kế bên những cái đồ cổ thì chủ công nghiệp cũng đã tìm thấy được một số những cái vỏ chai tai tượng đã hóa thành. Thì dòng sản phẩm này giá trị của nó sẽ phụ thuộc vào độ hóa thành của vỏ chai. Tại vì con chai nó mất hàng trăm hàng ngàn năm chìm dưới lòng đáy đại dương và chịu áp lực của môi trường nó mới trở thành những cái vỏ chai hóa thành như thế này. Dạ, và không để cho mình chờ lâu hơn nữa, mình có thể di chuyển cô mang vào bên trong. Để mình tham quan cùng cổ trang. Đi ngay trên cổ trang đánh ngọc trực tiếp. Được rồi, em sẽ có được chia sẻ với đoàn mình luôn ạ. Đây là mùa thu hoạch ngọc trai của giống trai nhỏ Aco Giang này. Và đây là giống trai nhỏ nhất. Con trai này nó sống trong vòng 3 năm cho nên mình bắt buộc phải thay các thứ ngọc. Và sau khi mà mình lấy ngọc xong rồi thì những cái viên ngọc trai của mình dao động chỉ tầm khoảng 40 đến 90mm, là tại vì con trai này nó nhỏ hơn. Có hai giống trai khác mình có thể nuôi từ 5 đến 7 năm mình sẽ có những cái viên ngọc trai to hơn ạ. Còn về phần màu sắc của mỗi viên ngọc trai ở đây nó phụ thuộc hoàn toàn vào viền môi bên trong vỏ trai. Đây là khu vực viền môi của ngọc trai. Và nếu mà vỏ trai của mình có viền môi màu gì mình sẽ có những cái viên ngọc trai có màu sắc tương tự. Em ví dụ như là vỏ này có viền màu đen hút xanh ạ, thì viên ngọc bên trong cho ra sẽ là đen hút xanh. Hoặc là tương tự là vàng chanh thì mình sẽ có những cái viên ngọc trai vàng chanh bên trong. Thì em sẽ tiến hành mổ trai để mình tham quan các khu vực ngọc trai ạ. Và cái giống trai nhỏ Akoya này là gia đình, khi mà thu hoạch mình chỉ đạt tầm 50-60% là có ngọc thôi, còn có và còn không chứ không phải là 100% ạ. Và cái viên ngọc của mình nếu mà có thì nó sẽ nằm ở vị trí ban đầu mình đặt tế vào bên trong, tức là vị trí túi bụng trứng ạ. Dạ, có thể nhỏ như thế này thôi. Vậy mời gia đình có thể truyền tay nhau xem. Đây là ngọc trai Akoya trong vòng 3 năm nuôi cấy. Và những cái viên ngọc trai này là nuôi cấy, tại vì con trai này mình phải nuôi và mình cấy khô cho nó được con một thì nó mới có ngọc ạ. Và cái chất liệu mà mình cấy vào bên trong ban đầu đó gia đình là từ vỏ trai đây. Và trong khoảng thời gian đó con trai này sẽ tự động tiết ra xà cười để nó bao phủ nhanh thôi và lâu dần cho ta một cái viên ngọc trai bên trong như thế này. Đây là cơ cấu tạo ngọc. Và kết thúc quá trình tham quan tại khu vực mổ trai lấy ngọc này. Quà để làm lưu niệm và bây giờ thì mời các bạn cùng mình di chuyển đến chợ đêm Phú Quốc để khám phá chợ đêm cái gì nha. Sắp đến chợ đêm Phú Quốc rồi nha các bạn.
Như các bạn đã biết thì đảo Ngọc Phú Quốc là một điểm đến du lịch lý tưởng dành cho các bạn. Cùng với những khung cảnh nên thơ làm say đắm lòng người, đây còn là nơi hấp dẫn du khách bởi khu chợ đêm Phú Quốc sôi động, náo nhiệt mỗi khi về đêm. Nằm ngay ngã ba đường Bạch Đằng và đường Nguyễn Đình Chiểu, tại thị trấn Dương Đông, chợ đêm Phú Quốc là nơi tìm về của khách du lịch sau một ngày vui chơi, khám phá đảo Ngọc. Đặc biệt, đây là ngôi chợ du lịch nổi tiếng về sự mắng khách, thức ăn ngon và giá cả rất hợp lý. Tính đến hiện nay, tại chợ đêm Phú Quốc có hơn 200 gian hàng với thực đơn là những món không kể hết, từ hải sản, đặc sản, món ăn tuổi tiên cho đến thức uống dinh dưỡng, không có món gì mà chợ đêm Phú Quốc không có. Đến đây, chỉ với 300 đến 500 nghìn, dành cho một người bạn có thể thưởng thức ít nhất 4 món hải sản và 10 món ăn vặt. Trong đó, những món ngon đức tiếng mà bạn không nên bỏ lỡ như là hải sản nướng, bánh tráng nướng, nem cay nướng, đặc biệt là các món lạnh như kem cuộn, kem dừa hay các thức uống đặc sản của Phú Quốc, nhất định bạn phải thưởng thức một lần khi trở về đất liền. Việc giải đáp ăn gì khi đến Phú Quốc thì mua gì khi đến chợ đêm Phú Quốc cũng là một câu hỏi rất được du khách quan tâm và có thể giúp cho bạn lựa chọn những món đồ ưng ý về làm quà cho bạn bè hoặc người thân. Thì bạn có thể tham khảo với những món đồ dưới đây. Đồ lưu niệm thì gồm có mắt khóa, chuông gió, sâu chuỗi, hoa tai, vòng. Đây là những món đồ được bán rất nhiều tại chợ. Đa phần vật liệu được làm là ngọc trai nhân tạo hoặc từ vỏ ốc, vỏ sò rất đẹp. Món thứ hai đó chính là rượu xoa bóp chân tay. Với những ai hay đau gân cốt hoặc thường chơi thể thao thì nên mua. Thứ ba là đậu phộng, món đặc sản mà đâu ở trên Phú Quốc cũng bắt gặp. Chị em phụ nữ thì rất thích món này. Thứ tư thì chúng ta có nước mắm, món nước chấm nổi tiếng của đảo Ngọc rất được nhiều người tin dùng. Thứ năm thì chúng ta có thể mua rượu sim, thứ rượu tốt cho sức khỏe, món quà ý nghĩa cho người thân. Và cuối cùng là món thứ sáu đó chính là mực khô, khô cá. Thường thì các gian hàng tại chợ đêm Phú Quốc bắt đầu mở hàng vào khoảng 4 giờ chiều và bắt đầu đón khách vào lúc 5 giờ chiều. Bên cạnh khoảng thời gian bình lặng khi chợ đêm bắt đầu ra mắt các gian hàng hải sản bắt mắt, thì khoảng thời gian từ khoảng 7 giờ rưỡi tối đến 10 giờ rưỡi tối là lúc nhộn nhịp bởi dòng người đông đúc của khu chợ du lịch.
tươi không bạn? Rất là ngon các bạn thấy không? Quá. Wow. What? Rất ngon không ạ? Bye.